Okay. Yeah. Casa, what you doing? Casa. Shh. Casa. Hey. Hey. Shh. Rồi đá cho banh, nó chạy lên liền. Lấy cho banh. Cho banh nè. Cho banh của nó nè. Đó. Chạy đá banh liền thấy không? Đúng rồi, giờ làm vườn nè, sạch hết luôn, ba cái lá cây này sạch hết luôn, không có một cái lá nào á, thấy không? Lá rồi nó bay xuống đầy hết luôn, bữa hổm đi chơi về giờ làm sạch hết luôn. Okay. You good, girl? Đây, nhà đang để bảng bán nè. Có ai muốn mua nhà như bờ hồ không? Hãy gọi số này nha. Nhà này đó mua nó không có bờ kè này, mà cái đất này nó vô trong tới ngay chỗ cái cây này nè, cái cây ngay chỗ mấy ngay chỗ cái cột điện á, với cái cây bự á là nó thẳng qua bên đây luôn, nó thẳng một đường qua đây luôn, nó thẳng một đường qua đây luôn, nó thẳng dài qua đây luôn. Giờ tụi nó móc đất á, xình nó thảy lên, móc đất xình thảy lên rồi mình be ra mình lấy thêm đất ở ngoài đây. Cái này bằng siêu vô này, bằng sắt này, mắc tiền lắm. Bây giờ mà làm cái này cũng phải là 60 mấy sắp. Cái siêu vô từ đâu quên đây. Rồi nó đóng cọc nó làm nguyên cái này ra luôn. Cái này bề ngang 15 ngang mà chiều dài 30. Chiều dài 30 lận. Lôi cho banh đây luôn, đây cho banh nó rớt đây nó sao. Nên là kỳ trước có người trả giá 425 mà không bán, kêu 450 là trả 425. Hồ này cá nhiều lắm, chiều mùa hè chạy tàu cho rồi jet ski được. Casa đá banh với chó bốn chân đó, đó thấy không? Come on. Thích chạy giỡn lắm. Ai tao mà ở nhà mà chạy giỡn với mày hoài, tao phải đi tìm việc làm nhé. Ở đây là cái khu này là cái island, nó chỉ có 3 căn nhà, nó nằm nó chồi ở đây thôi. Có cái gì mà nó quay ở trên, nó bay ở trên á, quên rồi, không nhớ. Mà nó chỉ thấy là căn nhà này nè, nó nằm ở trên miếng đất này, giống như cái island đó, nó đưa ra có 3 căn nhà, nhà mình ngay chính giữa. Giờ có hai chồng ở nhà quá bự,
giờ kiếm mẹ nhỏ ở. Và cũng cảm ơn khá xa. You want to go inside? Or you want to stay? Come on. Đó. Vô chạy vô thả cho banh. Thả cho banh vô nhà chơi luôn. Đó. Cảm ơn. Đó. Ok. Give daddy kiss. Ok, bye cả nhà. Đây đây, sắp mình quay lại đây. Ok, bye cả nhà. Đó. Ở trong nhà nhìn ra không? Nước đó đẹp. Ok, bye bye.